Vai trò của protein đối với cơ thể là rất quan trọng và cần được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, protein rất cần cho sự phát triển cơ thể của trẻ em. Không chỉ thế, protein tham gia vào nhiều chức năng khác nhau ở các cơ quan khác nhau khắp cơ thể. Định nghĩa protein. Protein hay còn gọi là chất đạm. Đây là những phân tử sinh học hay đại phân tử chứa một hay nhiều axit amin. Chúng liên kết với nhau bằng những liên kết peptide. Cơ thể con người cần có 20 loại axit amin khác nhau để tạo thành rất nhiều loại protein. Trong 20 loại axit amin này có 9 loại axit amin thiết yếu. Con người không thể tự tạo ra được các axit amin này, cần phải cung cấp từ thực phẩm. 11 loại axit amin còn lại không thiết yếu, con người có thể tự tổng hợp được, vì thế protein cần được bổ sung hàng ngày qua chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Nếu thiếu protein, cơ thể có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vai trò của protein đối với cơ thể bé mẹ nên biết hình thành cấu trúc cơ thể protein được coi là chất kiến tạo nên cơ thể đối với trẻ em chúng rất quan trọng trong hành trình phát triển của trẻ protein là thành phần chính tạo nên khung tế bào giúp duy trì hình dạng của tế bào việc tạo nên tế bào mới và phát triển tế bào cũng nhờ sự có mặt của protein từ đó protein giúp phát triển mô và hình thành cơ của toàn bộ cơ thể hỗ trợ trao đổi chất các enzyme trong cơ thể chính là một dạng protein. Các enzyme này có trong dạ dày giúp trẻ phân giải các chất dinh dưỡng đa lượng từ thức ăn. Nhờ đó, cơ thể mới tiêu hóa và sử dụng được các chất dinh dưỡng. Bên cạnh chức năng tiêu hóa, enzyme còn có mặt trong quá trình sản xuất năng lượng, Enzym cũng cần cho quá trình làm lành vết thương và phát triển khối cơ. Vai trò của protein đối với cơ thể, vận chuyển oxy, CO2. Hemoglobin có trong hồng cầu là một loại protein hết sức quan trọng đối với mỗi người. Chúng giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan, duy trì hoạt động của các cơ quan. Ở chiều ngược lại, chúng vận chuyển CO2 từ các mô trở về phổi. Như vậy, để cơ thể có oxy nhằm duy trì sự sống và hoạt động là nhờ có sự đóng góp rất lớn từ protein. Vai trò của protein đối với cơ thể: cân bằng chất lỏng, cân bằng pH. Albumin và globulin là các protein trong máu, đảm nhiệm vai trò cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Chúng giúp nước trao đổi giữa các tế bào và mạch máu, đảm bảo lượng nước cân bằng và hợp lý. Nếu lượng protein máu thấp thì sẽ xảy ra hiện tượng phù nề, đồng thời protein còn có vai trò cân bằng pH. Đây là thang đo mức độ axit bazơ trong máu. Độ pH ổn định giúp việc vận chuyển các ion cần thiết diễn ra thuận lợi. Vai trò của protein đối với cơ thể: vận chuyển các chất dinh dưỡng. Protein có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng từ đường tiêu hóa vào máu. Sau đó, chúng vận chuyển dinh dưỡng vào tế bào, mô qua màng tế bào. Protein có khả năng vận chuyển vitamin và khoáng chất, glucose, cholesterol. Mỗi loại protein có chức năng vận chuyển một hoặc một số chất dinh dưỡng nhất định. Vai trò của protein đối với cơ thể, hỗ trợ cung cấp năng lượng. Bên cạnh carbohydrate và lipid, protein cũng cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Mỗi trẻ cần 15% năng lượng khẩu phần từ protein. Một gram protein có thể cung cấp 4 calo bằng với lượng calo do carbohydrate cung cấp. Trong khi đó, một gram lipid cung cấp tới chín calo. Tuy nhiên, khi cần năng lượng, cơ thể ưu tiên chọn carbohydrate và lipid trước khi chọn protein. Nguyên nhân là protein chuyển hóa thành năng lượng ít hiệu quả hơn. Đồng thời, protein tham gia nhiều chức năng khác khắp cơ thể. Những thức ăn chứa protein cho trẻ. Protein cho trẻ cần thiết và cần được bổ sung hàng ngày. Nguồn bổ sung protein phong phú và an toàn cho trẻ là từ các loại thức ăn. Dưới đây là những nhóm thức ăn giàu protein cha mẹ bé nên chú ý. Sữa các sản phẩm từ sữa, sữa bò hay các loại sữa hạt đều giàu protein cần thiết cho cơ thể trẻ. Nên khuyến khích trẻ uống sữa không đường. Sữa chua, phô mai là những sản phẩm làm từ sữa cũng thích hợp cho trẻ. Thịt da cầm, trứng da cầm, đây là nguồn protein dồi dào, dễ hấp thu. Phần có nhiều nạc như ức, đùi dầu protein hơn cả và rất bổ dưỡng cho trẻ. Trứng gà, vịt chỉ nên cho trẻ ăn nhiều nhất hai quả một ngày. Hải sản, cá và các loại hải sản khác hầu hết đều giàu protein. Riêng các loại cá béo như cá hôi, cá ngừ, còn chứa nhiều omega 3. Chúng không chỉ tốt cho sự phát triển của trẻ, mà còn tốt cho trí não. Tim mạch, Thịt đỏ, thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn là món ăn quen thuộc của mỗi gia đình. Chúng giàu protein cần cho trẻ. Tuy nhiên, thịt đỏ cũng có nhiều cholesterol không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, cần hạn chế ăn thịt đỏ, ăn nhiều nhất 2 lần trên tuần. Các loại đậu Các loại hạt đậu nành, đậu trắng, đậu hà lan, đậu đen, đậu đỏ là những loại đậu giàu protein. Các loại hạt như óc chó, hồ chăn, hạt điều, đậu phộng cũng là nguồn protein phong phú. Làm sao để hỗ trợ bé hấp thu tốt protein từ thực phẩm? Sau khi hiểu được vai trò của protein đối với cơ thể của bé, mẹ rất muốn con có thể hấp thu được tối đa chất đạm từ thức ăn hàng ngày. Nhưng lượng dưỡng từ thức ăn hàng ngày bé chỉ có thể hấp thu được một phần. Và những trẻ bị biếng ăn thì khả năng hấp thu cũng như dưỡng chất của bé còn kém hơn. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Đó là chăm sóc hệ tiêu hóa của bé để bé khỏe mạnh từ bên trong. Bổ sung men vi sinh là cách chăm sóc hệ tiêu hóa của bé đơn giản nhưng lại hiệu quả cao. Một sản phẩm chức năng được các mẹ rất tin dùng cho con em mình đó là Amano Enzyme Gold. Sản phẩm bổ sung hơn 2 tỷ lợi khuẩn dưới dạng bào tử. Cùng enzyme tiêu hóa, vi chất khác cho bé. Từ đó, hệ tiêu hóa của bé được hỗ trợ trong việc cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Và quá trình phân cắt thức ăn, sức đề kháng của bé cũng phần nào được củng cố bởi các vi chất có trong sản phẩm. Hãy để Amano Enzyme Gold đồng hành cùng mẹ và bé để giúp bé phát triển toàn diện mỗi ngày. Vai trò của protein đối với cơ thể vô cùng quan trọng và không thể thay thế. Rất nhiều các hoạt động diễn ra trong cơ thể một cách tốt đẹp không thể thiếu sự góp mặt của protein. Chính vì vậy, các cha mẹ cần bổ sung cho trẻ lượng protein cần thiết. Nguồn protein tốt nhất cho trẻ có trong những món ăn đơn giản hàng ngày. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.